Từ thời xa xưa, xưa ơi là xưa, đây là câu chuyện kể về trước khi con người được sinh ra. Có rất nhiều sinh vật tuyệt diệu sống trên trái đất gọi là khủng long. Chúng bơi khắp đại dương và bay lượn trên cả bầu trời, và còn tự do tung hoành trên mặt đất. Có những loài khủng long ăn cỏ, chỉ ăn lá xanh trên những cây cao và những bụi cỏ dại, và cơ thể chúng cứ thế mà trở nên thật to. Mặt khác, cũng có những loài khủng long ăn thịt, chúng rất hung dữ và tàn bạo. Chúng dùng những nanh vuốt sắc nhọn và móng vuốt to cùng hàm răng chắc khỏe để tấn công những khủng long ăn cỏ. Trong thế giới khủng long, con nào yếu sẽ bị ăn thịt, và chỉ những con mạnh mới có thể tồn tại. Một ngày nọ, thế giới bỗng bị bao trùm bởi không khí lạnh buốt. Thảm cỏ xanh biến mất, và những ngọn gió lạnh lẽo thổi xuyên suốt mặt đất và núi cao. Loài khủng long phải đối diện với nguy cơ đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Tuy nhiên, có những con khủng long cố gắng để sống sót bằng cách đi tìm thứ trái cây tên đỏ có năng lực đặc biệt. Yeah.
không phải dễ thôi. Mồi béo mỡ. Không ăn thôi. Hai thịt xấu xa kia, hãy cẩn thận đó. Tôi biết phun lửa và móng vuốt của tôi có độc. Tôi là con khủng long mạnh nhất mọi thời đại. Chán sống thì giao gô. Nếu mấy người dám động một ngón tay vào tôi thì tôi sẽ thịt lại mấy người. Và sẽ sát hai người trở thành tân mạnh. Hai người đã biết sợ chưa? Tôi sẽ chặt hết hai người. Tôi sẽ chai sống hai người. Các người thấy tôi đáng sợ chưa? Dễ như mình đã dọa cho bọn chúng chạy mất dép rồi. Bộ phim Khủng long ăn chay. Nghe ông gì ơi, tôi nói chuyện với ông một chút được không? Xin hãy nghe tôi nói đi mà. Tôi tên là Bunan, còn ông tên là gì vậy? Ông không ăn thịt, vậy là ông ăn chay đúng không? Tôi cũng là một con khủng long ăn chay đây nè. Lượt ai thua sẽ bị ăn thịt. Thật là sai trái. Lượt trường sao? Thật là cổ lỗ sĩ quá đi à. Rồi mà nó đích thị là một tên khủng long bạo chúa. Đúng. Ta chưa nhìn thấy con nào ngoài đời cả. Nhìn gần thật là đáng sợ ha. Nhưng tại sao hắn lại ở cái nơi lạnh lẽo như vậy chứ? Rồi mà ta thấy đói bụng quá. Hãy quay lại hang của sếp chúng ta, chỗ của ngài gỗ luôn. Im đi, đồ ngốc. Ngài ấy sẽ không cho ta vào. Nếu ta tay không trở về, chúng ta vốn là bọn dư thừa rồi. Ông ấy sẽ ăn thịt chúng ta đó, đồ mập ngốc ngớ. Ta không muốn bị ăn thịt đâu. Ta cảm thấy hơi lạ. Bình thường bạo chúa sẽ ăn thịt ngay khi con mồi ở ngay trước mắt bọn chúng. Nhưng tại sao tên bạo chúa đó lại chưa ăn thịt nó nữa ta? Ta nghĩ chắc là giữa hai người bọn họ có mối quan hệ nào đó rồi. Ta cũng nghĩ vậy. Ông sống ở một nơi thật là kỳ lạ. Nó hơi ảm đạm và rụng rợn. Lạnh quá đi à. Nhiệt độ ngày càng lạnh hơn. Mèn ơi, sao lạnh như mùa đông vậy? Trái đỏ càng ngày càng khan hiếm nhỉ? Bởi vì thế giới đang lạnh lên từng giây
từng phút. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ chết cống cho coi. Chúng ta sẽ không thể di chuyển, nhà thời tiết sẽ trở nên băng giá. Nhưng mà tôi biết có một cách có thể cứu được cái giá. Ông ơi, ông có muốn biết không? Nếu như ông thành tâm muốn biết thì tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Để tôi xem ông có thành ý hay không. Để mị nói cho bà nghe. Để mị nói. Ăn mãi cây đỏ khiến ta thèm thịt lắm rồi. Nếu người cứ bám đuôi ta, ta sẽ ăn thịt người. Khủng long bảo chúa đúng là đáng sợ. Nhưng ngươi hãy nhìn kìa mập, hắn ta đã đi rồi. Giờ là thời cơ của chúng ta, đi thôi. Đúng rồi, xong lên. Mau rồi sao? Bây giờ mình biết nên làm gì đây? Hàng tinh bảo lộc có thể sẽ phục sẵn khi mình quay lại. Chẳng lẽ tôi xin lỗi, trời bỗng nhiên đổ mưa, nhà sấm chớp to quá à, cho nên tôi bị trượt chân. Khi nào hết mưa thì biến khỏi đi. Cảm ơn ông, có lẽ tôi sẽ lạnh cống khi ngâm mình trong cơn mưa ngoài kia. Nhà gặp nguy hiểm với hai tên bạo lộc xấu xa, và kể cả ở trong đây cũng không hoàn toàn tránh hết được mưa gió. Gì vậy? Có vẻ như ông cũng bị lạnh nữa hả? Thì ra ông chỉ ăn mỗi trái đỏ để sống thôi hả? Tôi đã từng nghe nói rất nhiều về những khủng long không ăn thịt và chỉ ăn trái đỏ để sống. Nhưng tôi không thể nghĩ ra đó lại là một khủng long bạo chúa. Lạnh quá đi. Sao ông có thể ngủ ở một nơi lạnh lẽo như vậy chứ? Được rồi. Ý thật, nó vào trong hang của tên khủng long bạo chúa đó rồi. Chúng ta không thể làm gì được nữa. Đúng rồi, cái miếng mồi ngon vậy không biết chúng ta có ăn được không nữa. Vẫn chưa biết được, chúng ta phải thức và canh chừng. Ok con dê. Tập trung. Đứa nào chơi kỳ lấp cửa hàng của ta vậy? Chỉ còn lấp cả chỗ này. Chào buổi sáng. Là ngươi hả? Là ngươi chắn cửa hàng sao? Trông ông có vẻ lạnh khi gió thổi tối qua. Đừng có che hết ánh sáng như vậy. Lần sau tôi sẽ lấp kỹ hơn. Quên cái chuyện đó đi. Đừng nói với tôi là ông lại sợ bóng tối đó nha. Dĩ nhiên là không có rồi. Thái độ của ngươi là sao? Ông sợ bóng tối. Ngươi mà còn tiếp tục nói, ta sẽ nhai đầu của ngươi. Ông ơi ông. Gì nữa? Ông có muốn đến thiên đường với tôi không? Trên thiên đường của tôi sẽ rất ấm áp và có rất nhiều loại trái cây. Đến thiên đường rồi, ông có thể thỏa thích muốn ăn bao nhiêu trái đỏ cũng được hết. Ngươi cũng đâu phải là khủng long ăn cỏ gì đâu. Lẽ ra ngươi nên ăn thịt thay vì trái đỏ. Đúng vậy, nhưng chúng ta ăn là để sống và mỗi người có một cách sống riêng. Đó là lý do tôi chọn ăn trái đỏ để sống đó.
Còn ta ăn người đã sống được không? Không đâu, ông sẽ không ăn tôi. Ông là khủng long ăn thịt nhưng rất thích ăn trái đỏ. Nhìn tôi quá béo bở, có đúng vậy không? Đó là lý do vì sao tôi cần ông bảo vệ tôi khỏi những kẻ xấu xa ngoài kia. Người có cánh mà, sao người không tự bay đi mà lại trông cậy vào ta? Tôi sẽ làm như vậy nếu có thể. Nhưng mà cánh của tôi đã bị thương nên tạm thời không thể bay được. Tôi sẽ dẫn chúng ta đến thiên đường. Đổi lại, ông sẽ bảo vệ tôi. Được chứ, chúng ta thỏa thuận như vậy đi. Họ định đi tới một nơi tên là thiên đường sao? Đúng vậy. Hãy rời khỏi thế giới lạnh lẽo này và lập tức khởi hành tới thiên đường. Gì vậy? Ông quay lại ngủ tiếp sao? Nó đâu rồi? Nó đâu mất rồi? Đồ đạc của ta biến đâu mất hết rồi? Tôi tưởng là chúng ta... Người để chúng ở đâu? Người ra để đồ đạc quan trọng của ta ở đâu? Tôi tưởng chúng là đồ bỏ nên tôi để chúng ở đó. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ông ấy đang tìm một thứ gì đó? Tôi xin lỗi, tôi tưởng ông không cần tới chúng nữa. Tôi thật sự không biết nó quan trọng với ông tới vậy. Ta sẽ ở lại đây và sẽ không bao giờ đi đâu hết. Vậy thôi, chào ông. Tôi đi đây. Tôi phải đi theo dấu những chú bướm. Bướm hả? Những chú bướm này sẽ dẫn tôi đến thiên đường. Tôi sẽ sống sót bằng cách này hay cách khác. Tôi đã hứa với mẹ của tôi rằng tôi sẽ đến được thiên đường. Vậy thôi, tạm biệt ông. Một lời hứa phải sống sót sao? Mừng là thời tiết đã tốt trở lại. Mình phải đi buồn cho quãng đường hôm qua. Lẽ ra đã đi được. Đã bắt thương vào đây. Quà lưu niệm của chúng ta. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Khủng long tế nhị. Thì tôi sẽ... Ngươi sẽ phun nước bọt nữa chứ gì bé yêu. Thả tôi ra. Nè, đừng có thả tôi đột ngột như vậy nào, nó biết không? Nè, tên mập kia, ngươi chạy đi đâu vậy hả? Chẳng lẽ là... Tạm biệt quá luôn nè. Cho chừa, hai tên xấu xa, dám ăn hiếp tôi hả? Nếu tôi đi cùng ông lão này thì tôi sẽ là khủng long mang xịn nhất đó. Chờ chút đã. Thành thật cảm ơn ông. Ông có đi cùng tôi không vậy? Ta không phải là ông lão. Tên ta là Tyranno. Tyranno? Thứ hồi nãy hả? Nó có vẻ rất quan trọng đối với ông. Nhưng mà nó là gì vậy? Cái này hả? Ta cần nó để tiến lên phía trước. Nhanh nào, coi chừng mất dấu chú bơm rồi. Tyranno, ông hãy để mắt tới nó. Nhanh lên đi, ở bên này nè. Bơm bướm bay tới đâu là sẽ có trái đỏ ở đó. Chừng lắm đó, hãy cẩn thận nha. Đó là lý do chúng ta có thể theo dấu chúng đến thiên đường. Tôi tìm thấy được một trái đỏ rồi nè. Ta ăn nó đây. Thật là ngon. Ngon hơn mấy trái trước đây rất nhiều. Những trái đỏ mọc gần bờ sông hấp thụ được nhiều nước nên thường chín mọng hơn. Nước hả? Ông không biết rằng chúng sẽ có vị khác nhau tùy theo dùng đất mọc hay sao chứ? Ta biết chứ. Ông nói dối. Ta nói dối hồi nào? Có đó,
Mỗi khi ông nói dối thì ông sẽ lắc đuôi của mình như vậy nè. Ông không biết hay sao? Đi nào, hãy tới thiên đường thôi. Tôi sẽ giữ bí mật cái đuôi của ông. Vì tình bạn của chúng ta, tôi hứa đó. Người nói tình bạn à? Nè, ta chưa bao giờ chịu làm bạn với người mà. Thật là không tội khi họ kết hôn với nhau. Bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta phải báo cáo cho ngài Gogo biết rằng thiên đường có rất nhiều trái màu đỏ. Chắc chắn sẽ có rất nhiều khủng long ăn cỏ ở đó. Nhưng chúng ta phải mang quà lưu niệm về, không là bị ăn thịt mất. Trời ơi, đó là lý do chúng ta thuê cái lũ đầu gấu bằng cái đuôi của cậu đó. Tao quên mất tiêu. Wow, tôi tìm thấy một trái đỏ nữa nè. Tirano, ông muốn làm gì ở thiên đường vậy? Còn tôi hả? Tôi muốn ăn no căng bụng để bụng không cần chỗ chứa luôn. Bởi vì ở đó sẽ có thiên đường là nơi tuyệt vời đến như vậy sao? Đừng có ăn đồ ăn của người khác như vậy chứ. Có vẻ như là ngươi có thể ăn thỏa thích ở thiên đường. Nè, hai đứa lục tịch kia, lần trước bị đập chua sợ hả? Chúng ta là đôi bạn mạnh nhất vũ trụ, ông bạn à. Khôn hồn thì mau bỏ chạy đi. Nghĩ lại đi hai cưng. Hai cưng mới là người phải bỏ chạy đó. Tirano, chúng ta phải làm gì đây? Thôi xong rồi, chúng ta đã bị bao vây. Vào những thời điểm như thế này, trái là thuận sách. Tới giờ bỏ tiền rồi. Một là trái, hai là chết. Đuổi theo nhau. Nè, Tirano à, sao chúng ta phải chạy vậy? Sao không đấu với chúng đi? Tụi nó cả xóm luôn, đứng lại đột bản hay chi? Có sao không chị? Buồn cứ cho chặt nhau. Tôi sẽ rơi mất tôi. Em đừng bay đi. Còn cánh mà sao không chịu bay gì hết vậy? Không được đâu. Cánh của tôi chưa lạnh. Tôi không thể bay được. Sẽ không thể nào bắt kịp chúng ta. Nè, có ngon thì qua đi xem. Tôi sẽ không bao giờ bị ăn thịt đâu. Có giỏi thì qua đi ăn thịt Mỹ nè. Tirano. Đây rồi. Tôi mừng vì chúng ta vẫn còn được một trái. Quà lưu niệm của ngài con không bị mất rồi. Chúng ta sẽ bị ăn thịt. Đồ ngốc, bên đó chính là lãnh thổ của ngài Gogo. Nếu chúng ta nói chúng ta đã ép chúng vào trong đó thì ngài ấy chắc chắn sẽ trọng dụng chúng ta. Ôi trời ơi, cậu thông minh quá đồ bơi. Đi nè, nhưng mà nhớ là đừng có ăn liền đó nha. Biết rồi. Hãy nhìn xem, bầu trời khi sắp chuyển về đêm long lanh và thật quyền ảo. Tirano, nhanh nào. Ta không thích mấy thứ mông lung này. Thấy tụi nó là thấy lạnh rồi. Chẳng lẽ cây đó là... Đó là cây mọc ra trái đỏ. Nó trông hơi bị khô héo. Không ổn rồi. Nó để chết. Chuyện gì vậy hả? Đó là... Đó là một con tam giác lông. Một sừng đã bị gãy mất. Có vẻ chỗ này là bãi săn của khủng long ăn thịt. Rất có thể nó đã bị tấn công khi đang đi kiếm quả đỏ. Thiên đường nhé. Chị ơi, chị ơi.
Punon kia sao vậy? Tiếng gầm đó, đó là một tiếng gầm của con bạo lộc. Nó rất to lớn. Đó là tử thần trắng. Tử thần trắng à? Chúa tể của loài bạo long. Để phô trương sức mạnh, hắn tấn công bất kỳ loài khủng long nào trước mặt, dù là ăn cỏ hay ăn thịt. Phải nhanh chân lên, phải chạy khỏi đây thôi. À, thưa ngài con vô, ngài có thấy mấy con mồi nào chạy ngang qua đây không? Chúng tôi đã dồn chúng vào đây đó. Đúng rồi, là một con khủng long mai màu hồng béo mỡ và một con khủng long bạo thú màu xanh. Các người nói sao? Bây giờ chúng trốn ở đâu? Dạ thưa, chúng đã chạy qua lãnh thổ của ngài. Và dạ, tới chỗ thi đường. Ở đó, ngài sẽ tha hồ mà đánh chiến thỏa thích, đúng không? Quang đường, không có chỗ nào như vậy cả. Tôi nói thật mà, chính là con khủng long bay lắm mồm đã nói như vậy đó. Đi tìm nó ngay. Dạ đúng. Chúng tôi xin hứa với ngài, chúng tôi sẽ tóm gọn. Ta không muốn quan tâm bọn chúng. Các ngươi hãy đi tìm cho ta cái nơi có tên là thiên đường đây. Punon, chúng ta hãy tránh mưa ở chỗ này. Dạ. Mưa lớn quá còn bướm bài mất tiêu. Mưa này sẽ lâu tạnh lắm, nên chúng ta cứ tạm nghỉ ở đây. Ngươi đừng có quá lo lắng như vậy. Khi nào trời tạnh mưa thì đã. Khoan đã. Ngươi sao vậy? Có tiếng động. Là tiếng gì? Ta không nghe thấy gì hết. Là tiếng gió lùa sao? Không phải. Hay là lũ bạo long? Mẹ ơi. Ôi cậu bé. Là một bé tam giác long. Chuyện gì vậy? Em có sao không hả? Em đói bụng quá à. Ôi, tội nghiệp quá. Đây em ăn đi. Nè, đi cô chắc không vậy? Cái con không này sao đó. Đâu. Em hãy ăn đi. Nó ăn thấy thèm ghê hả? Ngon không hả em? Ngon, em muốn ăn nữa. Đi ra đồ. Ngon quá. Em cảm ơn chị nhiều. Em tên gì vậy? Dạ em tên là Top. Chị là Punon. Còn đây là ông Tirano. Nhưng mà em đang làm gì ở đây vậy hả? Dạ em đang ở đây đợi mẹ. Mẹ em sao? Ừ, mẹ em nói ở ngoài kia nguy hiểm lắm, nên em ngoan ngoãn chờ ở đây đợi mẹ về. Có lẽ cô ấy là mẹ của Top. Mẹ của em có phải bị gãy mất một sừng không? Ừ, đúng rồi. Sao chị biết hay vậy? Chị gặp mẹ em ở đâu rồi hả? Không, bọn chị chưa hề gặp, phải không Tirano? Đúng vậy, chưa gặp, có quen đâu mà gặp. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ ơi. Đừng khóc mà, Top. Mình sẽ đi tìm mẹ của em nhé. Thiệt hả? Nè, Punon, ta không muốn gặp rắc rối đâu nha. Ông đừng có nói gì hết. Tops nè, em đến từ đâu vậy? Nói chị nghe đi, từ đâu? Từ đâu hả? Tất nhiên là từ thiên đường rồi. Thiên đường sao? Xong rồi. Này là gì vậy? Chị để lại bức thư cho mẹ em. Khi mẹ em đọc được, mẹ biết là em đã trở về thiên đường rồi. Thiệt hả? Ừ, phải không hả Tirano? Đúng vậy, chính xác luôn. Ông có cái đuôi ngộ quá đi à. Thật ra đây là lần đầu bọn chị tới thiên đường, nên sẽ rất vui nếu như được em dẫn đường đó. Dạ được, mọi người đi theo em nha. Rộm ơi, cậu đi đâu vậy hả Rộm? Ta nhận ra là chỉ cần theo dấu chân của bọn họ là chúng ta sẽ tới được thiên đường.
Ờ, đúng rồi, cậu thông minh quá rộp ơi. Không phải nói. Nhưng mà trời mưa lớn quá làm sói dấu chân của họ rồi. Cô nè Đồm, ta đã tìm thấy được dấu chân của bảo chúa rồi, ta thông minh không phải rộp. Đúng là đồ mập đó, là dấu chân của ta đó, biết không hả? Ta xin lỗi nha. Nè, đã tới thiên đường chưa vậy? Tụi bay mà nói xạo là vào bụng ngày gò gô, cô biết chưa hả? À, mọi thứ vẫn ổn mà, một chút xíu nữa thôi là tới thiên đường rồi, đúng không hả? Ủa thôi, cô có ổn không vậy? Dĩ nhiên là không rồi, gió mạnh quá đi, cẩn thận. Bác chặt chà bố nè. Lần đầu tiên trong đời ta gặp một con khủng long mai mà lại sợ độ cao. Không phải vậy đâu. Cố lên nào, ta sẽ theo sau. Cháu biết rồi. Hai đứa bạn, tụi bay đang đi vòng vòng chỗ cũ đó, có biết chưa? Thì chúng tôi bị mất dấu từ chỗ này nè. Còn không mau nhanh lên, ông đầy sôi các ngươi bây giờ, nghe chưa? Chúng tôi tuân lệnh. Bây giờ phải làm sao đây Rộm ơi? Nếu tìm không ra chúng ta sẽ thành bữa ăn tối đó. Tụi bay đang vẽ cái gì trên vách đá đó? Ta đang hỏi cái hình trên vách đá đó. Cái này đó hả? Để xem nào. Đây là... là khủng long ăn cỏ, có đúng vậy không hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thật kỳ hả? Nghĩa là đây là thiên đường nè, tha hồ mà sơi khủng long ăn cỏ. Nè, thôi đi cha nội xạo xạo không. Tôi đảm bảo luôn đó, chắc chắn mà. Phải báo lại cho ngài gò gô thôi. Có lên nè, gần leo tới đỉnh rồi. Tốt, em đang ở đâu vậy? Ở đây, em ở đây nè. Leo nhanh dữ vậy sao? Ở đó đợi chị. Dạ thưa chị. Đúng rồi, nơi này chính là... Cháu mệt quá rồi. Bộ ngươi tưởng ta khỏe lắm hả? Mấy đứa nhỏ sao nó khỏe dữ vậy nè trời. Nè Top, mình nghỉ chút đi. Cái gì vậy? Nè, đứng lại. Nè Top, em vừa mới ăn cái gì vậy? Nguy hiểm lắm đó. Thấy em hay không? Sao vậy? Đừng bay qua đây nha. Cái này là cái gì vậy? Đây là cây phát sáng đom đóm mập. Cây phát sáng hả? Đom đóm mập. Có cái gì chui ra kìa? Nó là đuôi của đom đóm mập. Đuôi hả? Ở trong đây còn nhiều nữa. Đi theo em. Đợi đã, cháu đã từng nghe kể về nó rồi. Có một loại cây phát sáng và biết bay, và chỉ sống trong hang với không khí ẩm và trong lành. Mẹ của em rất là thích đom đóm mập. Em sẽ lấy một cây về làm quà tặng mẹ. Mẹ em chắc chắn sẽ vui lắm. Đợi đã nào. Ngươi định sẽ giấu cậu bé về chuyện của mẹ nó sao? Sớm muộn gì nó cũng phải chấp nhận điều đó thôi. Để thằng bé có thể tồn tại trên thế giới này không phải là điều đơn giản đâu. Cháu cũng biết. Cháu biết chứ. Nhưng mà hãy để nó vui chơi thêm một chút nữa. Thêm một chút nữa thôi. Thật sự sẽ rất buồn nếu như một ngày không được gặp lại người thân của mình nữa. Đúng vậy. Chơi tới mệt luôn rồi kìa. Ta thấy cũng khuya rồi, chúng ta ngủ lại đây thôi. Dạ được, chúng ta cũng sắp tới thiên đường rồi. Đợi tới hừng đông là chúng ta sẽ đi được tiếp rồi. Hừng đông hả? Thôi tính sao đi, ta đi ngủ đi. Chị Punan ơi, kể chuyện cho em nghe đây. Kể chuyện sao? Mẹ em lúc nào cũng kể chuyện để ru em ngủ hết trơn á.
Chị kể cho em nghe đi. Chị biết rồi, kể chuyện để em đỡ nhớ mẹ chứ gì. Dạ đúng ạ. Ngày xưa, ở một nơi nọ có những chú khủng long biết bay. Ở đó, trên một vách núi cao, mọc ra vô vàn trái đỏ. Những chú khủng long sống rất hạnh phúc vì được ăn no đủ. Rồi trái đất bỗng nhiên lạnh đi. Rồi ngày một lạnh hơn và những trái đỏ thưa thớt dần. Nhưng khủng long mẹ biết một nơi tên là thiên đường. Ở nơi đó có vô vàn trái đỏ. Mọi chú khủng long đều ao ước được tới nơi đó để thỏa thích ăn trái đỏ. Bu Nên à, con đừng lo, con phải mau mang Lanon chạy đi. Nhưng mẹ ơi, tên tử thần trắng độc ác này, sao con còn đứng đó, mau chạy đi. Vậy là hai đứa trẻ bắt đầu từ lúc đó phải rời xa khủng long mẹ mà chạy trốn. Nhưng chắc chắn là hai đứa trẻ vẫn luôn nghe thấy tiếng khủng long mẹ nhắc về chốn thiên đường. Hai đứa trẻ luôn sát cánh bên nhau. Mẹ của em chắc chắn cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh của em. Nó ngủ mất rồi. Chuyện gì xảy ra cho hai đứa trẻ sau khi chạy trốn vậy? Hai chị em họ chạy trốn trong vô vọng. Vì đứa em vẫn chưa biết bay, người chị phải cõng theo em ấy và chạy. Nhưng tượng thần trắng quá hung hãn. Sau đó cháu không còn nhớ gì nữa. Từ lúc cháu tỉnh lại thì cháu không thể nào tìm được em ấy. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó trở đi thì cháu cảm thấy rất sợ độ cao. Vì vậy cháu không bao giờ dám bay nữa. Vậy người... Chúng ta phải đi ngủ thôi. Sáng mai chúng ta còn phải leo tiếp nữa đó. Người nói đúng lắm. Thần đông đã tới rồi. Đến đây, nhanh lên nào. Thằng nhóc này bữa sáng sớm nó chạy đi đâu vậy? Ông ơi, chúng ta hãy thử đi lối này đi. Thấy không, chúng ta đã ra ngoài rồi nè. Vậy là con đường này thông tới đỉnh núi. Sương mù dày quá, ta không thấy gì hết. Đúng đó, không thể phân biệt được trái phải luôn. Nguy hiểm thật đó. Là Tops. Em ở bên đó hả Tops? Em ở đây nè. Là mọi người cứ tưởng là em đã đi lạc rồi chứ. Nhìn xem, bên kia là thiên đường đó. Đó là... Thiên đường sao? Làm sao chúng ta có thể qua được bên đó chứ? Chúng ta sẽ phải đợi tới hừng đông. Đợi tới hừng đông hả? Nhìn kia, tới lúc rồi đó. Bầu trời đang chuyển thành màu hồng kìa. Lần đầu tiên cháu thấy cảnh này đó. Nhìn kìa Tirano. Không cảnh sẽ đẹp thêm gấp 100 lần nữa đó. Một bướm kìa. Em nói đúng thật. Thật là tuyệt vời quá đi. Nhiều bướm bướm ghê luôn đó. Nó đang dẫn chúng ta tới thiên đường đó. Vậy là nó có thật. Chuyện mẹ ngươi kể là có thật. Cháu biết mà. Nhanh lên nào. Chúng ta phải qua thật nhanh trước khi lối vào biến mất. Đúng rồi. Mà thật kỳ lạ, sao bỗng dưng lại có con đường vậy chứ? Không ai có thể tới được thiên đường nếu họ không biết về hừng đông. Đúng vậy. Chuyện gì vậy hả Tops?
em phải báo cho bà Lucto em đi cùng mọi người, nếu không bà sẽ giận đó. Bà Lucto sao? Chỗ nào cũng có luật của nó hết, nhóc con à. Quan trọng là chúng ta đã tới được đây, tới thiên đường để ngươi hoàn thành lời hứa với mẹ. Dạ. Chúng tôi đã tìm được thiên đường rồi, thưa ngài Gogo. Có phải là nó ở trên đỉnh núi kia không? Dạ, chúng tôi vẫn chưa biết chắc, nhưng ở đó chúng ta tha hồ đánh chén lũ khủng long ăn cỏ, và chúng ta sẽ không sợ bị đói nữa. Ai nói rằng chúng ta sẽ bị đói? Ta vẫn còn các ngươi để dự trữ mà. Các ngươi nghe đây, ta không muốn nghe tin phỏng đoán nữa. Ta muốn tận mắt chứng kiến nơi gọi là thiên đường. Tidano, xem kìa, đó là một thác nước. Cháu nghĩ đây chính là cổng vào thiên đường. Có lẽ như ta hiểu rồi. Vậy là khủng long cổ dài đang cai quản thiên đường này. Bà Lucto ơi, đây là ông Tirano và chị Punon ạ. Xin chào bà, cháu là Punon. Cháu đã đi một quãng đường rất xa, đi theo những cánh bướm. Cháu muốn được chung sống cùng mọi người tại thiên đường này. Thiên đường này dành cho loài ăn cỏ, chứ không phải là dành cho loài ăn thịt. Và những loài được phép bước qua từ cánh cổng thiên đường này chỉ có loài khủng long cổ dài của chúng ta mà thôi. Ta không cho phép loài khủng long ăn thịt độc ác được vào thiên đường này. Xin bà hãy an tâm, cả hai chúng tôi đều không ăn thịt đâu. Trái đỏ chính là thức ăn yêu thích của chúng tôi. Chúng tôi kiêng thịt, chúng ta không ăn thịt. Có phải vậy không, Tirano? Phải. Dạ phải đó, họ đã chia sẻ phần trái đỏ cho cháu lúc mà cháu đói bụng. Cháu nên im lặng đi tốt. Dù cho các ngươi có nói gì đi chăng nữa, chúng ta không cho phép khủng long ăn thịt vào nơi thiên đường này quấy nhiễu đâu. Nếu như các ngươi không chịu rời đi, ta sẽ không đảm bảo an toàn cho các ngươi đâu. Nói vậy có nghĩa là chỉ có loài của bà mới được vào thôi sao? Bà không chịu chia sẻ trái đỏ, dù đó là quyền bình đẳng của muôn loài. Thật không hề công bằng chút nào. Tuy không phải là loài ăn cỏ, nhưng mà cháu đã nói chúng cháu chỉ ăn trái đỏ. Nè Tirano, ông mau nói gì đi. Ông hãy mau nói cho họ biết là ông sẽ không hại họ đâu. Tôi đã hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền các người. Đi thôi Puno. Đợi đã Tirano. Tirano Top à, cháu hãy quay trở về làng Tam Giác Long của mình đi. Nhưng mà cháu hãy luôn nhớ vị trí của mình, và đừng bao giờ mang kẻ lạ nào tới thiên đường nữa. Dạ cháu. Cháu xin lỗi bà. Nè Tirano, ông bỏ cuộc sớm vậy sao? Họ sẽ hiểu nếu như chúng ta chịu giải thích mà. Nếu bây giờ bỏ đi như vậy, công sức trèo đèo lội suối của chúng ta coi như công cốc rồi. Họ đã dần bị chúng ta. Họ đã bỏ cuộc rồi thưa bà. Con khủng long bạo chúa này, nó cũng hiểu chuyện đó. Không phải đâu. Hắn ta là một loài khủng long ăn thịt rất nguy hiểm. Hắn ta đã biết chúng ta dằn bẫy. Các ngươi hãy đề cao cảnh giác. Dạ, tuân lệnh thưa bà. Lẽ nào họ muốn thả đá xuống chúng ta sao? Sẽ rất khó để họ chấp nhận chúng ta. Vậy bây giờ phải tính sao đây? Cháu thật sự không muốn bỏ cuộc như vậy đâu. Chị Bona, Tirano. Không phải em sẽ quay trở lại làng Tam Giác Long sao? Dạ đúng rồi, em phải đi ngay. Hai người đi chung với em nha. Xem ra làng Tam Giác Long ở xa quá nhỉ? Dạ, nó nằm ở phía bên kia của thiên đường. Khung cảnh ở đây trông giống như địa ngục vậy. Làm sao em có thể sống được ở nơi nguy hiểm như vậy chứ? Vì bà Lucto đã nói như vậy, nên loài của em không cần lựa chọn. Điều đó thật là nhẫn tâm. Sao bà ấy lại làm như vậy được? Người làm ăn kia. Ngay bây giờ hãy tránh xa thốt và rời khỏi đây. Nếu như không đi, các ngươi sẽ bị nguyền rủa. Đi đâu vậy chúng con? Nè Tirano, đừng bỏ cháu mà. Hang này chứa đựng lời nguyền rất đáng sợ. Nếu các ngươi không đi, xui xẻo khủng khiếp sẽ xảy ra cho các ngươi. Là cháu Top đây nè. Cháu có bị sao không Top? Dạ không. Cháu có bị làm sao không Top? Ừ.
Thịt chúng tôi dai nhất à. Đừng có ăn thịt tôi mà. Thịt chúng tôi dai dữ lắm mà còn hôi rình. Ông bà ơi đừng lo, đây là hai người bạn của cháu. Cháu vừa nói sao? Tôi xin lỗi chỉ đã làm mọi người hốt hoảng. Đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi già nhưng mà cái lá gan nhỏ xíu. Sao các ông lại làm như vậy? Chúng tôi chỉ hù dọa những kẻ ngoại tộc mà thôi. Để họ vào thì nữ hoàng lúc tôi sẽ trách tội chúng tôi. Ông ngoại ơi, mẹ của cháu đã về chưa ạ? Chưa, cháu ơi, chưa có về. Cháu bị lạc mẹ và các người khác hả? Cháu đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì vậy? Đừng lo mà, chắc chắn mẹ em sẽ quay về sớm rồi. Chị nói thiệt hả? Tất nhiên, phải không hả Tirano? Đúng vậy. Đừng có khóc nghe, mẹ của ngươi sẽ về sớm thôi mà. Nên em đừng có lo lắng, và mình cùng nhau đợi mẹ của em về nhé. Em hiểu rồi. Cái đồ của ông ngủ thiệt á. Mẹ của Tốt và những người khác đã lên đường đi rồi. Chúng nó nói là sẽ đi tìm một thiên đường mới. Sao? Ở đây không chỉ có một thiên đường. Những cánh bướm sẽ bay về phía cây mẹ của mình. Nơi đó là thiên đường. Nếu đi theo những cánh bướm thì chắc chắn một điều, chúng ta sẽ tìm thấy một thiên đường khác. Ra là như vậy. Vậy cho nên mọi người mới... Không thể được đâu con ơi. Mọi người đã già yếu hết trơn, răng còn không đủ. Dạ. Chúng ta không biết là có chờ được tới lúc đó hay không. Chúng ta phải ráng sống tại thiên đường này và trông chờ vào những trái đỏ còn sót lại. Chúng ta chỉ có thể làm vậy thôi con ơi. Mùi không? Ở đây rất gần dung nham, chúng ta có thể bị thiêu rồi. Vậy hay là chúng ta tới gặp trực tiếp bà Lúc Tô để thương lượng đi. Gặp trực tiếp à? Lúc này chúng ta phải giải quyết trực tiếp với người đứng đầu. Hãy cùng nhau thuyết phục bà Lúc Tô để bà ấy cho chúng ta sống trong thiên đường. Một ý kiến thiệt là thông minh đó. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chị giỏi thiệt đó. Nhưng làm sao chúng ta lẻn vào thiên đường được? Thật ra thì vẫn có một lối đó nghe. Nhưng mà mặt trời vẫn còn chưa lặn đâu. Ta sẽ nhờ Tốp dẫn đường vào tối nay. Dạ, cháu biết rồi ạ. Rồi ơi, ta đói bụng quá Giờ này mà còn bụng dạ để đói nữa hả? Nếu như không tìm thấy thiên đường là sẽ trở thành món ăn đó. Theo ta, mình phải làm bạn với khủng long bạo chúa để hắn bảo vệ mình được không vậy hả Rờ? Giờ mà lật đuôi là họ sẽ không tin chúng ta nữa. Ngươi đúng là đồ ngốc. Mà ngươi á, làm gì còn đuôi để mà lật chứ? Đúng rồi. Trời đất quỷ thần thiên mẹ ơi. Rơm ơi, quả này trông ngon quá đi. Cái gì? Con quả này mọc núi kìa. Cái gì? Quả mọc núi hả? Mấy đứa nhỏ ngủ hết trơn, đứa nào cũng ngủ như chết. Tụi nhỏ đã đi cả ngày cho nên mệt rã rời rồi. Tôi rất xin lỗi anh vì phải để anh ngồi gác. Nhiệm vụ là của tôi mà. Không có sao hết, ông đã quá tuổi để có thể canh giữ cổng. Mà sao anh lại không ăn thịt á? Nếu như cảm thấy ngại thì anh không cần trả lời. Không trả lời cũng không có sao. Cho con nè. Từ rất lâu rồi, tôi đi săn cùng một người bạn. Lúc đó chúng tôi rất tự mãn. Chúng tôi là những con khủng long bạo chúa cuối cùng còn sót lại. Tôi biết có những kẻ không muốn chúng tôi tồn tại chút nào hết. Đó là loài bạo long. Chúng tấn công chúng tôi trong đêm. Chúng tôi chống trả quyết liệt. Tôi mạnh hơn chúng, nhưng chúng quá đông. Chúng tôi phải bỏ chạy và rơi vào bẫy của bọn chúng. Chúng tôi đã rơi xuống một vực sâu tăm tối. Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ tối đen như mực. Chúng tôi bị chôn trên một lớp đất đá và không biết mình đang ở đâu. Tôi cứ lần mò trong vô vọng. Tôi bò mãi vẫn không thấy ánh sáng. Quá sợ hãi bóng tối,
tôi nhiều lần nghĩ mình đã chết chắc. Tôi bắt đầu cảm thấy đói điên cuồng. Đó là khi tôi nghe thấy tiếng thở yếu đuối của bạn mình. Không một chút đắn đo, tôi lao ngay theo tiếng thở. Hot! Bạn của tôi đang bị hấp hối. Tirano, mau ăn thịt ta đi. Nhanh lên, ta muốn cậu được sống tiếp. Có hiểu không? Bạn của tôi mất ngay sau đó. Trong một khoảnh khắc, tôi đang nghĩ tới việc ăn thịt bạn mình. Nhưng bất chấp tất cả mọi chuyện, cậu ấy vẫn muốn tôi phải sống. Mỗi khi trong bóng đêm, tôi lại nhớ tới khoảnh khắc đó. Một nỗi sợ tuyệt vọng dâng lên trong đầu tôi. Và rồi tôi nghe một bài hát bên tai. Và rồi tôi đã đi theo một con bướm. Lần mò leo lên trên những tảng đá, tôi thấy có một trái đỏ. Con bướm đó chắc là cậu bạn đang dẫn đường cho tôi. Kể từ đó tôi không ăn thịt nữa. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Khoảng thời gian sắp tới của Top sẽ gặp rất là nhiều khó khăn đó. Bởi vì mẹ của nó... Tôi cũng nghĩ vậy. Không biết tin tức ở đâu hết, thường là những điểm xấu nhất. Tôi mong anh hãy luôn ở bên cạnh của Top. Ôi, nếu mà không tìm được, hai người sẽ tiêu đời rồi. Tất nhiên rồi, chúng tôi tìm thấy rồi thưa ngài. Thật chứ, ở đâu vậy? Thưa ngài, thiên đường nằm ở trên đỉnh của vách núi này. Hả? Ngươi đừng ở đây mà tào lao. Có vẻ hai người đã tìm thấy thiên đường rồi. Dạ, nó nằm trên đỉnh vách núi. Làm tốt lắm. Ta tạm tha cho hai người vậy. Dạ, đổi. Cảm ơn ngài. Bắt đầu leo lên đi, cái bọn ngu ngốc. Các ngươi hãy dẫn đường cho ta, nhanh lên nào. Dạ, thưa ngài. Quá kỳ quá. Ở đây nhiều bướm quá đi. Trông thật là đẹp. Những con bướm này thật là nhiều màu sắc. Cây gì mà to vậy? Có lẽ cái cây này là trung tâm của thiên đường. Dạ, mọi người hay gọi cái cây to này là cây mẹ. Thì ra vậy, mà tại sao vậy chứ? Vì cái cây này sinh ra tất cả trái đỏ ở quanh đây. Ta hiểu rồi. Vậy đây là nơi bà Lucto đang sống. Cái cây này khác hẳn mấy cái cây chỗ ông ở, Tirano. Người nói cái gì? Bên trong có nhiều trái đỏ quá đi à. Thật sự rất là nhiều đó. Có nhiều trái đỏ như vậy, nhưng sao họ lại không muốn điều chia sẻ chứ? Điều đó là không thể. Nhất là ở thiên đường này. Bà Lúc Tô, ta đã nói các ngươi rời khỏi đây mà. Loài khủng long ăn thịt không được chào đón ở nơi thiên đường này. Cháu xin lỗi, nhưng mà cháu có điều này muốn hỏi bà. Bà có thể chia sẻ một trái đỏ cho loài tam giác long không vậy? Những loài khủng long ngu muội đó được phân ít trái đỏ là chuyện đương nhiên thôi. Để cho thiên đường này được sung túc thì cần phải có loài bảo vệ được cho cây mẹ thật tốt. Nên loài khủng long cổ dài của ta phải đảm nhận trọng trách cao cả này. Loài tam giác long già yếu đảm đương nổi trọng trách này hay không? Chúng có bảo vệ được thiên đường này trước sự dòm ngó của tên tử thần trắng hay không? Chắc chắn là không. Bà đúng là quá ích kỷ mà. Ngươi vừa nói gì?
bà chỉ nghĩ cho giống loài của bà thôi. Chính vì bà biết chuyện kỹ băng hà đang tới gần, cho nên bà muốn lấy trái đỏ cho riêng mình. Tớ bà, cháu có nghĩ ta là người ích kỷ như vậy hay không? Dạ, nhưng mà hai người họ là bạn của cháu. Bạn của cháu sao? Dạ, họ đã chia sẻ trái đỏ với cháu và còn đợi mẹ cháu trở về chung nữa. Khi mẹ cháu trở về, cháu vẫn muốn ở cùng với họ thưa bà. Đứa trẻ ngốc nghếch. Dạ. Ta nghĩ là mẹ của cháu có thể là bị tên khủng long bạo chúa này ăn thịt đó. Không phải như vậy đâu. Không đâu, Tyranno đã đi cùng với cháu suốt mà, và ông ấy không bao giờ ăn thịt. Đó là do lũ bạo lông. Sự thật là mẹ của cháu đã bị hắn ăn thịt. Thiệt hả? Chị Punon. Nè Tóc, chị... Lũ ăn thịt các ngươi là lũ dối trá, luôn tìm cách để hãm hại loài ăn cỏ. Không đâu, ông Tyranno và chị Punon đã nói dối cháu sao? Không phải đâu, Tóc. Chị nghĩ em sẽ đau lòng lắm khi biết được sự thật, cho nên... Vậy là em sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa hả? Em hãy hiểu cho chị và ông ấy đi. Hai người là đồ nói dối. Giờ đã, Tóc. Tổ tiên của ta đã tìm kiếm nơi này rất lâu và cuối cùng cũng đã tìm được nơi này. Trước đây, họ luôn phải đề phòng loài bạo lông ăn thịt hung ác. Các ngươi không thể hủy hoại cuộc sống yên bình mà chúng ta đã dày công dựng nên. Chúng ta không cho phép các ngươi làm điều đó. Dù cho các ngươi ăn trái đỏ, không ăn thịt đi nữa, đối với chúng ta, các ngươi vẫn là đồng loại của tên bạo lông tử thần trắng. Đây không phải là thiên đường dành cho các ngươi đâu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các ngươi tự tiện đặt chân vào nơi này? Hãy tự mà suy nghĩ đi. Hành động đi! Đây là một cái bẫy! Các ngươi đừng có nghĩ sai về ta. Đây chỉ là biện pháp để ta bảo vệ thiên đường. Các ngươi hãy lắp cái hố đó lại ngay. Lũ ăn thịt sẽ không bao giờ thoát ra được đâu. Dạ. Không thể ngờ là có một cái bẫy. Cái hố. Tỉnh lại đi Tyranno, miệng hố bị lấp rồi kìa. Cái gì? Thôi xong, chúng ta bị kẹt rồi. Phải làm sao đi? Có ánh sáng ở phía xa kìa, đi đâu? Dạ. Đây là đâu vậy? Trông như một địa ngục ngay ở dưới thiên đường. Vậy là dung nham ở đây đã làm ấm thiên đường bất kể thời tiết lạnh giá bên ngoài. Đúng vậy, nhưng đối với chúng ta nó nóng khủng khiếp. Chúng ta phải nhanh chóng thoát ra thôi. Dạ, chúng ta phải nhanh lên thôi. Trời đất ơi, nóng khủng khiếp luôn, không có gì ăn được cả. Chúng ta không thể nào trụ nổi một ngày ở đây. Đợi đó. Cái gì vậy? Những con khủng long này cũng bị mắc kẹt ở đây như chúng ta. Nghĩa là chúng ta... Đúng vậy, kết cục chúng ta cũng như họ mà thôi. Gì vậy chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Cứu nó, chạy đi luôn! Có gì đó đang bắn theo chúng ta. Ta thấy rồi. Ra để cứu lấy người bạn của cậu. Cậu không còn cô đơn nữa. Tyranno, ra khỏi đây thôi, bám chặt nhau. Ah!
chúng ta đã tới được cùng rồi. Bám chặt cho ta, ta sẽ ném người lên trên cao. Khoan đại đá, cháu nghe thấy có tiếng gió hú đó. Sao chứ, ta không nghe thấy gì hết. Đó là âm thanh ở trên cao. Gió đang thổi qua bên phía kia kìa. Chạy thôi. Bám đuôi ta. Không khí lạnh lắm. Đúng là lối này dẫn ra ngoài rồi. Tránh ra để ta thể hiện đâu. Được rồi. Chạy tiếp. Nó tới rồi. Chạy hết cậu đi. Đúng rồi. Lên phía trên. Xíu nữa thì tiêu đời rồi. Thiệt chứ. Ra khỏi đây nhanh lên, và chúng ta sẽ tự tìm lấy thiên đường của chúng ta. Ông nói đúng đó. Người giỏi lắm đó Bunon. Người có thể nghe được tiếng gió. Điều này quả thật không đơn giản chút nào. Dạ. Cậu bạn ta từng kể cho ta nghe, loài khủng long bay có thể nói chuyện được với gió. Chính vì có thể làm chủ được những ngọn gió, loài khủng long bay có thể bay nhanh nhất trong các loài khủng long. Dạ đúng, mẹ của cháu trước đây cũng đã từng kể với cháu như vậy. Nếu như vậy thì thật quá vô lý nếu người không thể bay. Gì chứ, ông đừng có nói nhảm được không? Ông hãy mau nhanh chân lên đi. Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi nơi quái quỷ này. Là đom đóm mập. Như vậy có nghĩa là lối ra chắc chắn là đây rồi. Chính xác. Rơm ơi, ta không leo nổi nữa, giúp ta với Rơm ơi. Đẩy đẩy lên. Ta không thở được. Nè, có lời biến. Thiên đường ở ngay đây rồi. Cứ tiếp tục đi, mà không có chúng tôi. Chúng tôi mệt lã rồi. Đời không nổi luôn. Đừng có ngụy biện. Hai người là những kẻ lười biếng. Dạ thương ngại. Đời không nổi. Đi xem kìa, Bruno. Có lẽ chúng ta đã bị bám đuôi rồi. Chúng dẫn theo cả đồng bọn nữa kìa ông ơi. Ta thấy tên mập đuôi trắng đã leo lên trước. Chúng ta không thể nào đối phó một mình được đâu. Chúng ta phải quay lại để cảnh báo cho Top và các loài khác. Tên mập đuôi trắng. Bunon, nhanh lên. Dạ. Vậy là ta hiểu rồi. Mọi chuyện xảy ra khi mà cháu tới chỗ của Lúc To. Mẹ ơi, tất cả mọi người đã bỏ đi hết rồi. Tóc yêu của bà, ăn đi cháu. Bọn họ đã nói dối cháu. Nhưng mà họ lại chia nhau trái đỏ. Cháu cũng không biết nữa. Vậy cháu có giận Bunon và Tyranno không? Dạ không. Họ là những người bạn rất là tốt. Cháu đừng bao giờ quên điều đó. Cháu phải ghi nhớ lời của ông. Mẹ ơi. Cuối cùng cũng tìm thấy lối ra. Có vẻ như lũ bạo long vẫn chưa tới được đây. Đứng vào. Nhìn kìa, đó là tên mập trắng mà ta đã nhìn thấy lúc nãy. Cháu nghĩ là đó là tử thần trắng, hắn đến rồi. Kẻ đã tấn công dân làng của người sao? Có lẽ chúng muốn biến thiên đường này thành địa ngục đó. Thì ra đó là thiên đường. Dạ. Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy. Ta sẽ chiếm hữu toàn bộ nơi này. Dạ thưa ngài Gogo, có chuyện gì vậy? Gã khủng long bạo chúa. Không ngờ bọn chúng vẫn còn sống. Bọn chúng thấy chúng ta rồi, giờ sao đây? Không còn thời gian để suy nghĩ đâu chúng con. Con đi đến thiên đường nha. Chị ơi. Chúng cảm lên. Bunon, ngươi hãy đi trước đi. Phải làm sao đây ông? Hãy lắng nghe tiếng gió. Ngươi làm được mà, hãy vỗ cánh bay lên. Nào, hãy đi đi. Có gì vậy? Thưa ngài Gogo, nó vào thiên đường kìa. Ta sẽ tiêu diệt con khủng long đó.
Các người đi trước và biến nơi đó thành địa ngục cho ta. Tuân lệnh thưa ngài. Hắn ta tới rồi, đi mau. Cháu không thể. Cháu, hãy tin vào bản thân mình. Ta sẽ đi theo ngươi. Hãy đi nhanh lên. Để bay được, cháu nhất định phải tận dụng cơn gió này. Không còn nhiều thời gian đâu, bay nhanh lên. Nói thì dễ rồi chứ mà. Mình không thể. Mình thật sự không thể. Cháu không bay được. Một con khủng long bay mà không thể bay, quá hài hước đó. Thiên đường, không, ngươi là hy vọng duy nhất để cứu lấy Top. Bay đi Budon. Ngươi có thể làm được mà. Mình có thể. Mình bay được. Mình bay được. Bay được thật rồi. Bay về cao hơn. Mình mừng hơn sớm rồi. Budon, ta ở đây mà đâu không. Ngươi làm ta quá thất vọng. Ngươi tự cho mình là loài khủng long mạnh nhất. Đi đâu đâu, cháu xin lỗi. Cháu Udon, ngươi giỏi lắm đó. Bởi vì ngươi có thể nghe thấy tiếng chó. Chính vì loài khủng long bay có thể làm chủ ngọn gió, cho nên nó trở thành loài khủng long bay nhanh nhất trong các loài khủng long. Thấy ngươi cũng rất cừ đó. Tiếc là khủng long bay à. Lẹ tên bắp. Không phải ngươi đã dặn ta không được phân tâm mà. Đã tử thần trắng kia. Tiến lên bù non. Ngươi làm được mà. Ngọn gió ơi, hãy cho ta thêm sức mạnh đi. Bọn chúng kia rồi. Tiến lên. Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa. Con gì đang bay trên đó vậy? Mọi người ơi, xin hãy giúp đỡ Tyranno. Có kẻ xâm nhập, tất cả thiết lập đội hình phòng thủ trên không. Tấn công! Tập trung thủy lực. Xin hãy nghe cháu. Tự thần trắng và đồng bọn. Tự thần trắng và đồng bọn. Im lặng đi cái khủng long kia. Toàn là những lời dối ra. Cháu muốn ta giúp bọn chúng, nhưng bọn chúng chính là những kẻ dối trá với cháu. Tại sao cháu vẫn tin bọn chúng chứ? Nhưng mà hai người họ là bạn của cháu. Tốt bà, cháu thật là ngây thơ. Bởi vì đây không phải là mong muốn của mỗi mình Tốt, mà đây là mong mỏi cả loài chúng tôi. Chúng tôi không yêu cầu bà phải cho họ vào thiên đường. Hãy cứ để cho họ ở vùng gần dung nham. Tôi nghĩ như vậy họ đã biết ơn lắm rồi. Cháu xin bà lúc to ạ. Ông kê bà, ta không ngờ ông lại muốn giúp đỡ bọn chúng. Thưa bà Lúc Tô, có chuyện rồi. Con khủng long bay mà chúng ta thả xuống bẫy, nó lại xuất hiện ở cổng. Lại có chuyện rồi. Hả, chị Buna. Biết từ bây giờ, nơi đây là của ta. Của ta ở đây, ngươi nằm mơ đi.
ta nhận ra thiên đường rất thích hợp cho chuyến đi săn của ta. Vì vậy ta chắc chắn sẽ đoạt được nó. Vẫn còn muốn đánh sao? Ngươi thật là cứng đầu đó. Ta cứ nghĩ là đã xóa sổ hết lũ các ngươi rồi. Lần này ta đảm bảo với ngươi là sẽ kết thúc loài khủng long bão. Đây là lần thứ hai ta đẩy ngươi xuống vực. Đẩy xuống dưới gặp bạn của ngươi đi. Kẻ đó, kẻ đó chính là ngươi. Ôi da, có chuyện gì vậy? Đó là gã khủng long bạo chú. Như vậy có nghĩa là ngài Gogo đã hạ gục hắn rồi hả? Sao mọi người không chịu nghe cháu? Ta nói là ở yên đó. Tops, chị Puna. Tops, hãy nghe nè, bọn bạo long đang tấn công vào đây đó. Im lặng. Đừng mà, thả chị ấy ra đi. Tops à, tới bây giờ mà cháu vẫn còn tin tưởng vào những lời dối trá này sao? Nhưng cháu không nói dối. Tyranno đang một mình chống trả lại bọn chúng. Chúng ta phải giúp ông ấy. Cháu xin mọi người mà. Đừng mắc bẫy chúng nữa. Toàn là những lời dối trá mà thôi. Tại sao mọi người lại không chịu tin cháu? Tại sao ta phải tin ngươi? Loài ăn thịt là lũ dối trá. Không đâu mà. Ngươi đã lừa tớp và bắt nó đưa các ngươi tới thiên đường này. Đừng có ngụy biện nữa. Không đâu. Xin hãy tin chị đi bà Tớp. Không Tớp. Cháu xin lỗi Tyranno. Cháu không thể giúp được ông rồi. Nè mập, ngươi coi thử hắn đã chết thiệt chưa vậy? Ta không chịu làm một mình đâu. Ngươi đúng là không nhờ vả được cái gì. Không có động tĩnh gì hết. Vậy là hắn quẹo rồi. Ta cảm thấy thật tội nghiệp. Tại sao ngươi lại nói như vậy chứ? Ngươi có biết là hắn ta chính là chết. Xin hãy các ngươi làm ơn hãy giúp ta. Hãy mang ta tới chỗ bạn ta. Muốn nó, ta phải giúp nó. Ta phải giúp nó. Vậy giúp hắn đi. Giúp bằng cách nào? Cuối cùng thì nó cũng đã chịu im lặng. Có vẻ như nó đã bỏ cuộc rồi. Đây chính là mệnh lệnh từ bà Lupto. Hãy bẻ cánh của nó và ném nó xuống hố. Nó sẽ không bao giờ thoát ra được. Cậu nói đúng đó. Hãy thả chị Puna ra. Nè Tốt, nếu không thả chị ấy ra, cháu sẽ đẩy tảng đá này xuống. Đứa trẻ như ngươi không tài nào sử dụng cái bẫy đó được đâu. Đừng cố quá, coi chừng quá cố đó. Bắt đứa trẻ đó tống vô ngục đi. Bắt nó lại. Nè Tốt, chạy đi. Nhìn kìa, phía bên đó nó đang lao tới kìa. Không, đó là một con bạo long phải không? Đó không phải là Tyranno. Không ổn rồi, đó là bạo long. Phải báo ngay cho bà Lupto. Tôi sẽ đi ngay. Đợi tôi đã. Đập hỏi tôi lại nha. Chị chạy ngay đi, đừng có đứng đó nữa mà. Chị không thể tốt. Chúng ta không thể nào ngăn được gã tử thần chấm đó đâu. Loài ăn cỏ đang ở trong thác nước đó. Đó có thể là lối vào thưa ngài Gogo. Hai người kiểm tra xem. Dạ. Chúng tới rồi nè Tóc. Em mau chạy trước đi, đừng lo cho chị. Không, em sẽ không bỏ chị đâu. Tí ra nào sẽ tới bảo vệ chúng ta. Chị đừng lo. Kìa con khủng long bay kìa. Nó đi cùng với cả khủng long bạo chúa. Đúng vậy, nó là đứa cản đường chúng ta. Chị Bông Nôn, đừng đứng đó nguy hiểm lắm. Chạy ngay đi. Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Ta sẽ rơi ngươi trước. Đi ra đâu, lần này mình tiêu rồi. Thôi nào, di chuyển đi. Xin lỗi cháu, ông tới trễ. Ông ngoại ơi. Hãy
đó chồng. Cháu cố giữ chặt nha. Nó đang làm tôi. Loài ăn cỏ các ngươi cũng hay đó. Không xong rồi, vẫn còn một con thủ lĩnh nữa. Không ổn rồi cháu, đó là Gogo tử thần trắng. Ông nói thật sao? Thì ra đó là kẻ đã giết mẹ cháu. Ta không thèm quan tâm lũ già và mấy đứa trẻ không là ta no nổi. Nhưng mà nếu ngươi tiếp tục chống đối, ta sẽ xử lý ngươi trước khi chiếm trọn thiên đường này như gã khủng long bạo chúa đó. Hãy giữ yên lặng và ta sẽ để cho ngươi sống, hiểu không? Vậy là Tyranno đỡ. Ta sẽ đi theo sau ngươi, hãy đi nhanh lên. Đúng vậy, Tyranno chắc chắn sẽ tới mà. Mình phải làm gì đó trong khi đợi Tyranno. Chị Puna, chị có sao không? Tops, chị ổn, chị không sao cả. Chị đừng có cố quá, chị ngồi nghỉ đi. Chị vẫn ổn mà. Bây giờ chúng ta phải ngăn tên tử thần trắng hung ác này lại trước đã. Bằng cách nào chứ? Tảng đá đó đã được gài sẵn ở đây mất rồi. Đúng rồi, chúng ta sẽ phải tận dụng cái bẫy. Tóp à, nghe nè, em hãy dẫn chị lên đỉnh của vách núi. Đó là tử thần trắng đó. Tiếng gầm này, bà Lông Tô, có chuyện rồi, loài ăn thịt đã vào tới đây. Vậy là bọn nó đã quay lại, vào vị trí phòng thủ và hạ gục tên khủng long bảo chúa đó. Dạ thưa bà, không phải khủng long bảo chúa tấn công chúng ta, mà chính là bạo long thưa bà. Là hắn sao? Ông ơi ông, xin ông hãy chăm sóc tốt cho Tops. Khoan đã chị Punon, cánh của chị bị thương mà. Chị ổn mà em. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, chị sẽ không nói dối làm em buồn nữa đâu. Hả? Ừ. Em sẽ tin vào chị và ông Tyranno. Chị Punon. Chị Punon, nhìn chị ngầu quá đi. Hãy cố thêm một chút nữa thôi. Cánh ơi cánh, hãy cố lên. Đây đúng là thiên đường của loài ăn thịt chúng ta. Hắn tới gần vậy rồi sao? Mình phải nhanh chóng báo tin cho bà Lúc Tô. Đại đá bà Lúc Tô. Bà Lúc Tô xin hãy nghe cháu. Chuyện gì vậy? Bây giờ ta có chuyện quan trọng, ta không có thời gian thương lượng với ngươi. Cháu biết mà, chúng ta phải hợp sức chống lại tử thần trắng. Xin bà hãy hợp sức với cháu đi. Tại sao ngươi lại muốn giúp chúng ta chứ con rồng nhỏ kia? Không phải vậy đâu. Không phải là việc khủng long cổ dài. Cháu đã hứa với ông Tyranno sẽ bảo vệ thiên đường này. Thiên đường này chính là nơi mà mọi sinh vật cùng chung sống với sự che chở của cây mẹ. Cháu tuyệt đối sẽ không cho phép tên bạo long hung hãn đó hủy hoại tàn phá nơi này. Có vẻ nó đã tới rất gần chúng ta rồi. Bà Lúc Tô à, phải mất bao lâu để đặt được một cái bẫy? Bẫy chúng ta đã đặt xong rồi, bây giờ chỉ cần vào vị trí tấn công thôi. Vậy thì mọi người hãy mau đi, nhanh lên đi. Cháu sẽ cản con gu. Ông ngoại ơi, nhanh chân lên, chúng ta phải giúp chị Punon. Chúng ta sẽ làm vướng tay vướng chân thôi cháu yêu à. Không phải vậy đâu. Cái tên bạo long khủng khiếp đó, hắn lấy việc săn khủng long làm thú vui của mình. Nếu như tiếp tục như vậy, thiên đường này sẽ nè nè Tóp à, cháu đừng có qua đó. Ta đã cảnh cáo rồi, ta không tha cho ngươi nữa đâu. Vậy thì hãy thử lại đây bắt ta tên con mặt dập dập kia. Tại sao ngươi dám? Ta sẽ nuốt sống ngươi con khủng long bay. Đúng rồi đó, theo ta nào. Nó tới rồi, thưa bà Lúc Tô. Khủng long bay đang tới đây. Tất cả nhanh chóng vào vị trí phòng thủ. Dạ. Bà Lúc Tô,
Xong rồi, giờ thì hãy cho hắn hối hận vì dám đụng tới thiên đường của khủng long chúng ta. Lũ ngốc này tự tay bích luôn đường thoát. Ra đây đi, khủng long bay, ta biết người trốn trong đó. Ta đã hiểu rồi, ngươi đã tìm được đồng minh. Không sao, chỉ là hai tên nhóc con này thôi. Bước tới đây và chiến đấu với ta nào. Ai lên trước để mà nộp mạng đây? Tại sao các ngươi cứ đứng im lặng vậy hả? Hay các ngươi muốn dắt tay nhau cùng xuống suối vàng? Vậy để ta đấu với ngươi. Bu Non, nhìn ngươi ra dáng hơn một chút xíu rồi đó. Tới đi, ta dắt người lao tới đó con bạo lông hung ác kia. Ta hiểu rồi, thì ra các ngươi có đề phòng. Các ngươi không phải là kẻ duy nhất biết cách đặt bẫy. Các ngươi lầm rồi, các ngươi chắc chắn phải biết loài bạo lông chúng ta là bất thầy đặt bẫy, hiểu không bọn ngu ngốc? Nếu ngươi làm hại chị Bu Non, ta sẽ không bỏ qua đâu. Lại là ngươi à? Tetos, mau tránh ra đi. Thiên đường này là nơi thuộc về của loài khủng long cổ dài chúng ta. Chúng ta sẽ ngăn cản người đoạt lấy, dù có đổi bằng mạng sống của mình. Ta không để ngươi đi dễ dàng đâu. Tôi không nhìn thấy gì cả. Lúc đó Tops, em có sao không vậy? Em không sao. Hãy bắt chặt chân. Đại lúc tôi à, các người không thể thoát khỏi tay ta. Đại lúc tôi à, xin bà hãy dậy đi mà. Bù Đơn, nằm yên đó mà ngủ ngon giấc đi. Ta sẽ không giết người đâu. Ta cần ngươi đưa ta ra ngoài. Còn hai ngươi, ta sẽ không bỏ qua đâu. Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục một cách đau đớn nhất. Bám chặt nha, tốt. Dạ, nếu có mày xấu thì chúng ta sẽ... Em đừng có lo. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy thì đợt phun trào dung nham tiếp theo sẽ nướng chết hắn. Các ngươi đang ở đâu? Mau ra đây đi. Cẩn thận chị Bu Non, chúng ta sắp chạm đây rồi. Chị biết rồi, nhưng mà có gì đó đang chuyển động ở bên kia. Lần này không còn đường thoát đâu. Chị Bu Non, muốn chạy à? Ngươi chúng ta phải nhanh lên mới được. Dùng nhằm sắp phục trần. Cẩn thận chị Bu Non. Các ngươi làm ta tốn quá nhiều thời gian. Bỏ chân ra, thả chị Bu Non nhanh lên. Ngươi có muốn chết không tên nhóc? Nếu muốn, ta sẽ xử ngươi trước. Ngươi hãy dừng lại đi, ta đang ở ngay đây. Tops, không liên quan gì cả. Không, không đâu, không đâu. Ta không có ý chờ lại ai hết. Ngươi phải cảm ơn ta. Ngươi sẽ được gặp lại tên đồng bọn của ngươi mà thôi. Ông Tyranno, ngươi nói dối. Tyranno không thể thua ngươi được. Các ngươi nhìn ta có giống kẻ thua hay không vậy? Nhưng ông Tyranno đã kêu ta đi trước đi. Ông ấy nói chắc chắn sẽ quay lại mà. Chính vì như vậy nên thật không may cho các ngươi là gã Tyranno không có ở thiên đường hay ở đây. Bây giờ các ngươi có thể xuống suối vàng mà gặp hắn. Hắn bị sao vậy? Top, Bu Non, bà lúc
Theo ta qua đây nào, nhanh lên. Dạ. Tớp, nhanh lên. Nhanh lên chị Bunon. Lên đây đi, nhanh nào. Bunon à, qua đây nhanh lên. Kẻ nào, kẻ nào chơi dơ nắm đuôi ta, buông ta ra. Cháu biết đó là ông mà. Tyranno. Đúng là Tyranno. Tyranno. Người có ổn không vậy Bruno? Dạ, ông Tyranno. Sao người có thể còn sống vậy? Ta đã cảnh báo ta sẽ không để người hại bạn bè ta. Người đúng là một kẻ ngu ngốc. Tao nè. Tới đây. Ông ấy muốn kéo Gogo xuống dưới. Ông Tyranno, cháu xin ông mà. Chúng ta hết thời gian rồi. Nếu ông còn ở đó thì ông nhất định sẽ... Hãy mau bỏ tay của người ra. Ta xin lỗi phải làm người thất vọng rồi. Ta không thể nào bỏ ra được. Người sẽ cùng xuống biển lửa này với ta. Người muốn chết lắm hay sao? Không được, ông đã hứa với cháu mà. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm một thiên đường khác. Mau, thả ta ra tên vô dụng này. Không, không đâu. Xin ông mà, Tyranno. Cháu cần có ông. Không, đừng để cháu một mình mà. Cháu đã cho ta hiểu ra một điều. Dù có ở bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn sát cánh bên nhau. Hãy cố gắng sống thật tốt. Như vậy là bà lúc tôi đã quyết định. Đúng vậy, thiên đường đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. Vậy là bây giờ chúng ta có thể sống trong thiên đường rồi. Đúng vậy đó cháu yêu. Nếu như có sinh vật nào gặp đói hoặc là lạnh, họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ hết sức mình. Cháu thật sự vui lắm. Đó là nhờ công của cháu. Không đâu, đó là nhờ Tyranno. Cháu nhất định sẽ thực hiện lời hứa với ông ấy. Cháu nói rất là đúng. Nhờ có cả hai đó. Chị Bunon, chị phải đi thật sao? Chị ở lại thiên đường với em đi. Chị được phép mà. Dù chị là loài ăn thịt đi chăng nữa, em chắc chắn là bà lúc tôi sẽ đồng ý thôi. Cảm ơn em Tops. Nhưng mà chị phải đi thôi, vì chị đã hứa với ông Tyranno rồi. Chị sẽ đi tìm một thiên đường khác Tops à. Không chịu, không chịu. Chị đừng đi mà.
đừng có nhõng nhẽo vậy cháu yêu. Nơi đây không phải là thiên đường của Punon và Tirano. Ở ngoài kia sẽ có một thiên đường phù hợp với loài của cháu hơn. Cháu tin là như vậy. Bây giờ cháu lên đường đi. Ô, cái đó giống của ông Tirano vậy. Đúng rồi đó, đây là động lực để ta tiếp tục cố gắng. Dạ. Bấm bấm kìa. Phù non đã tới lúc rồi đó cháu. Dạ. Tạm biệt. Cháu lên đường bình an nha. Chị Phù non giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn em. Hẹn gặp lại.
Rầm ơi, mình phải ở lại đây bao lâu nữa? Cứ đợi cho tới khi mọi chuyện êm xuôi cái đã. Rầm ơi, chúng ta đã giúp họ hạ gục được ngài Gogo có đúng như vậy không hả Rầm? Ngươi nên nhớ, đây là chuyện tuyệt mật đó nha. Nếu như chúng ta bị phát hiện là sẽ nhục mặt trước loài bạo long lắm đó, biết chưa hả? Ta biết rồi, ta hứa là ta sẽ không khoe với ai là chúng ta đã giúp khủng long bạo chúa hạ được ngài Gogo. À, đúng là cái đồ gốc, đã nói là không được nói ra mà. Nè Rầm ơi, chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau phải không? Hả? Ta đói bụng quá. Đói thiệt.